Rồi, hello chào các bạn ạ. Để ngày hôm nay Linh báo có cái bài gì hay chia sẻ với các bạn ạ. Trước hết mình thông tin với các bạn một sự kiện cực kỳ nóng sốt các ngày vừa qua. Mình nghĩ rằng các bạn biết hết rồi, nhưng mà sự kiện này nó quá nóng sốt đây cho nên mình điểm tin sơ một cách rất ngắn gọn thôi. Cách đây 20 năm như các bạn biết là Tổng thống Mỹ đã ra lệnh nước Mỹ tấn công vào thủ đô Kabul, Afghanistan. Sau một cuộc tấn công trong vòng một tháng cũng rất là nhanh thôi các bạn, quân Taliban đã tan rã, họ đã rút về những vùng đồi núi nông thôn để thực hiện một cuộc chiến tranh lâu dài. Khi nước Mỹ thắng lợi, ai cũng nghĩ rằng đó là một cuộc chiến thật là dễ dàng các bạn. Nhưng mà nhìn lại lịch sử Afghanistan, bây giờ mới biết một điều rằng đây là một đất nước tuy nghèo nàn lạc hậu khốn khổ nhưng mà mồ chôn của tất cả những đế quốc, phải nói điều là như vậy các bạn. Các bạn đọc là lịch sử của đất nước Afghanistan đó, có nghĩa là các bạn đánh chiếm thì rất là dễ, nhưng mà vấn đề khuất phục được những cái bộ lạc, những con người Afghanistan đó, tại vì đây là một đất nước có nhiều nền văn hóa, nhiều tư tưởng, nhiều dòng tôn giáo, nó cực kỳ phức tạp các bạn. Dường như những đế quốc nào xâm chiếm Afghanistan cuối cùng cũng nhận một kết cục là thất bại. Thì ngày hôm nay nước Mỹ là một trong những siêu cường cuối cùng. Nước Mỹ đã trải qua 20 năm ròng rã, đã ném vào đây, người ta thống kê gần 1.000 tỷ đô la, trả sinh mạng của hơn 3.500 lính Mỹ và một số nước NATO tham gia nữa. Còn những người lính Taliban sau khi thất thủ, họ chuyển sang chiến đấu du kích và họ đã chiến đấu ròng rã đến 20 năm. Các bạn thấy một cuộc chiến tranh đúng là kéo dài dang dẳng. Cuối cùng nước Mỹ cũng không thể nào chịu nổi các bạn. Chỉ có Mỹ rút quân đi thì chính quyền đó mới sụp đổ. Chứ còn ngày nào Mỹ nó còn hiện diện ở đó, thực sự rất là khó các bạn. Nó cũng giống như cuộc chiến tranh của Việt Nam ngày xưa các bạn này, chỉ khi nào Mỹ rút đi thì ở miền Nam mới thất bại, chứ còn ngày nào Mỹ nó còn đó rất là khó các bạn. Mỹ là tiềm lực quân sự rất là mạnh, cái gì cũng mạnh đây á, nhưng mà cứ trường kỳ kháng chiến là anh chị không có nổi. Thứ nhất là ảnh chi nhiều tiền, thứ hai là mất về sinh mạng quá lớn, cùng với những cái cuộc đấu tranh ở trong nước nữa. Dần dần quốc hội như các bạn biết là họ cũng khóa cái tài khoản lại. Cái trường hợp của Afghanistan này cũng như vậy, cũng không khác gì đó các bạn. Tất nhiên là Taliban này thì cũng không có ai ưa đâu, cũng là một cái chế độ cực kỳ hà khắc, đưa ra những cái điều luật mà nói các bạn là nó kinh khủng lắm, đặc biệt là đối với phụ nữ và trẻ em, khiếp lắm các bạn. Cho nên cái ngày vừa qua các bạn biết là những chuyến bay cuối cùng của Mỹ luôn luôn có rất là nhiều người dân Afghanistan đó, họ bu theo. Nhiều người là bu theo càng máy bay là rớt từ trên trời rớt xuống. Nhìn thật là thảm các bạn. Rồi, mình chia sẻ với các bạn một số thông tin về tình hình trong nước. Thì bây giờ dịch Covid-19 mình có một cái thông tin thêm với các bạn là ngày 17 tháng 8 là ngày hôm qua đây. Chúng ta có 9.605 ca. Trong đó thành phố Hồ Chí Minh là đến 3.559 ca. Bình Dương là 3.332 ca. Bình Dương theo mình đánh giá là cực kỳ nguy hiểm các bạn. Tại vì dân Bình Dương thì rõ ràng ít hơn so với thành phố Hồ Chí Minh. Nhưng mà bây giờ đã 3.300 có nghĩa là cái tỷ lệ nhiễm trên dân số như vậy là rất cao rồi. Và cái khả năng phòng dịch, khả năng chữa bệnh và tiềm lực y tế của Bình Dương rõ ràng so với thành phố Hồ Chí Minh là thua rất xa. Mà bây giờ tỷ lệ người nhiễm như vậy là nguy cơ vô cùng nguy hiểm. Đà Nẵng của mình ngày bữa hôm qua là 124 ca các bạn ạ. À. Trước đây có cái chùm lây nhiễm ở chợ thủy sản Thọ Quang, đợt vừa rồi xuất hiện thêm một cái chùm nữa là chợ đầu mối Hòa Cường. Chợ đầu mối Hòa Cường nay mình nói các bạn là nhiều người tiểu thương người ta về đây người ta lá hàng, xong rồi người ta về các cái chợ địa phương nữa. Cho nên vì sao mà Đà Nẵng thực hiện giãn cách trong vòng 7 ngày là có cái lý chỗ này các bạn.
Hà Nội hồi bữa qua là 61 ca các bạn. Chiều hôm nay mình nhận thêm một cái tin nữa là tính đến 2 giờ chiều nay là Hà Nội đã có thêm 46 ca nè. Hà Nội cứ lai rai như vậy, rất là nguy hiểm các bạn. Chỉ cần chủ quan tí là nó bùng phát liền, rất là nhanh. Chưa bao giờ mà chúng ta phải trải qua một cái tình thế ngặt nghèo lắm các bạn ạ. Phải chiến đấu thôi. GDP quý 3 mình nghĩ thiệt hại lớn lắm các bạn. Bị cả hai đảo đất nước chứ không phải như Mỹ Kỳ đâu. Rồi ngày nay mình chia sẻ với các bạn một bài nói về bất động sản này. Bài này mình thấy khá là mới, khá là hay các bạn. Nó diễn ra trong cái mùa dịch này. Mùa dịch này nó các bạn là sơ hở cũng bị mất tiền chứ không phải là không mất đâu các bạn ạ. Tiền là không ra rồi phải hết sức thận trọng. Ngài nên có một cái bài như thế này các bạn. Đó là cảnh báo bãi đặt cọc nhà đất giá rẻ mùa dịch. Như các bạn biết là nhiều người môi giới hoặc là cò đất không có tâm các bạn ạ. Họ cũng dở đủ chiêu trò để lừa đảo ra á. Khi thị trường lên thì lừa kiểu thị trường lên, mà khi mùa dịch thì có kiểu lừa của mùa dịch. Mùa dịch như các bạn biết là tâm lý ai cũng muốn đất rẻ. Ai nghĩ rằng chắc bể nợ bán rẻ cho nên là tranh thủ cơ hội để nhảy vào. Nhưng mà không cẩn thận là cũng mất tiền như chơi các bạn. Để mình chia sẻ với các bạn một vài ý như thế này để mình phòng ngừa. Ôm tiền cọc rồi biệt tâm. Lừa bán nhà đất nhận tiền cọc rồi trốn biệt tâm là cái bãi mà nhiều người mua nhà dính phải. Khi người mua giao tiền cọc theo hợp đồng thì sau 1 đến 2 tháng sẽ ký hợp đồng mua bán. Tuy nhiên khi tới thời hạn, người bán viện đủ lý do không thể ra công chứng rồi bỏ trốn. Các bạn thấy không? Lừa đảo đủ kiểu trang á. Trường hợp này rất là nhiều các bạn. Xù cũng bỏ chạy luôn các bạn. Liều rồi các bạn biết không? Mình nói các bạn là khi mà đã thiếu tiền lên là nghĩ ra đủ cách rồi. Mạng sống của mình là bỏ các bạn. Ông Thuần ở quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh cho biết cách đây mấy tháng ông đặt cọc mua miếng đất của một người quen qua bạn bè là ông B. Ông ấy gửi giấy tờ nhà qua Zalo, ảnh chụp sổ photo nhưng đứng tên người khác. Ông B giải thích đó là tên vợ rồi yêu cầu tôi đặt cọc trước 50 triệu. Thấy tôi chần chừ, ông nói vì là chỗ quen biết nên giảm xuống 30 triệu đồng. Hết giãn cách xã hội sẽ ra công chứng. Sau đó ông Thuần đề nghị làm hợp đồng đặt cọc rồi ship qua để hai bên ký. Nhưng ông B cứ hứa hẹn rồi tắt máy, mất liên lạc luôn. Như vậy trường hợp ông này là hay chưa mất tiền đó các bạn. Sơ hở một tí là coi những mất tiền đó nhưng mà đơn giản đó các bạn này. Trước hết mình nói các bạn là mua đất mà qua Zalo, đúng là mình thấy có người mua này cũng thuộc lộ là liều đó các bạn. Đất nhà đâu phải là cái chuyện chơi đâu các bạn. Một cái đất mới đi rẻ gì cho lắm, phải vài trăm triệu. Đất ở thành phố Hồ Chí Minh thì vài trăm đồng có rồi, ít nhất là phải vài tỷ trở lên. Đặt cọc mà đặt cọc qua Zalo cái này thì chết. Rồi là hợp đồng ship nữa mới ghê chứ. Mình nói các bạn là cái này mà nói là đúng liều luôn á. Bên mua cũng liều mà bên bán cũng liều, bên nào cũng liều ra á. Mai cũng mai là chưa có gì hết các bạn này. Chứ không là mình nói các bạn là nguy cơ mất trắng cao lắm. Thứ nhất là mình chưa nhìn thấy cái giấy tờ đó, ăn giả hay là ăn thiệt. Rồi đứng tay người khác nữa, mà người khác là người mô mình cũng không biết nốt. Rồi lại ký hợp đồng mà ship qua shipper nữa, chơi đúng là thua luôn. Bó tay các bạn này. Một trường hợp khác là ông Thành ở quận 12 lại bị người bán lừa. Lái nhà của người khác bán cho ông. Trời rứa mới trời này. Nhà của mình bán lừa đành rộn, lái nhà người khác bán cho mình. Trước đó ông Thành thái tin rao một căn nhà hơn 100m² ở quận 12, có sổ hồng đàng hoàng mà giá chưa tới 2 tỷ. Các bạn thấy không? Giá quá rẻ luôn. Bởi vì sao người mình cứ mơ mơ hồ nghĩ rằng đất ở quận 12 mà có giá 2 tỷ. Tới 100m² nữa mới ghê chứ. Người rao tin tên là Nguyễn Văn Dũng. Khi xem giấy tờ, anh Thành thấy tên chủ nhà là tên của người khác nên thắc mắc.
Ông Dũng đã gửi một giấy tờ thỏa thuận giữa ông và một người đứng tên trên mảnh đất đó. Nội dung thể hiện ông Dũng là chủ đất thật sự nhờ người khác đứng tên thay. Lại gửi qua Zalo nữa. Mà nó bạn gửi qua Zalo rang thẩm định được. Ông lái cái giáo khổ lạng đám vô rồi chết rồi. Nhìn mờ mờ nhòe nhòe đó, biết đúng thật sai chỗ mô. Cả tin và cũng vì hôm rã, tôi đã đặt cọc 100 triệu đồng. Về sau mới biết giá thỏa thuận kia là giấy giả. Ông Dũng nhiều lần hứa hẹn nhưng vẫn chưa đi làm thủ tục sang tên. Tôi đã gửi đơn tố cáo đến cơ quan công an. Sau đó ông Thành nhờ người xác minh mới biết chủ đất có nhờ môi giới bán đất nhưng giá cao hơn rất nhiều so với giá ông Dũng rao và họ cũng không biết ông Dũng là ai. Các bạn thấy không? Nếu trừ là biết tìm Dũng này nào đó. Các bạn thấy có hơi hay nha. Có nghĩa là gửi cho người khác, gửi cho cò thì cái giá rất là cao. Nhưng mà gửi cho ổng là cái giá 2 tỷ thôi. Bây giờ ổng lừa bài bỏ 100 triệu rồi. Bây giờ tìm ổng cũng tìm không có ra luôn. Chết, mất, tiêu dòng hết trang rồi. Một luật sư cho biết còn có trường hợp gài bẫy người bán nhận tiền cọc rồi tìm cách phá cọc đòi bồi thường gấp đôi. Những người lừa đảo khác thường có nhóm cò đất đặt cọc lấy giá rồi tìm khách để bán. Nếu có khách mua cao hơn thì họ sang tay hưởng chênh lệch. Nhưng nếu giá đất không tăng hoặc không có khách mua thì họ phá cọc và đổ lỗi cho người bán để đòi thêm tiền. À, các bạn thấy trời rứa mà trời các bạn này. À, các bạn thấy không? Nghĩ ra đủ trò đủ chiêu để bãi khách hàng để lấy tiền trang á. Rồi cùng còn một chiêu nữa các bạn nè. Cò thường lừa những chủ đất nông nghiệp nhưng hợp đồng đặt cọc thì môi giới soạn lại ghi là đất trong khu dân cư hiện hữu. Do người bán sơ suất đặt không kỹ, nếu không tìm được khách, nhóm cò này sẽ bám vào nội dung hợp đồng đó để tố người bán đất gian dối, ép họ phải trả lại tiền cọc và bồi thường. Những người bán sợ kiện tụng không nhờ luật sư tư vấn mà chấp nhận trả lại tiền cọc và bồi thường thêm một khoản tiền nhỏ nữa. Các bạn thấy không? À, những trường hợp này nó bạn là cũng đủ chiêu ra. Có nghĩa đất của họ bán rành rành rứa nhưng mà giả đò ghi đổi tên trong đó. Hợp đồng là cũng do ông ảnh soạn. Nhưng mà cố tình lừa ghi cái đất sai các bạn không? Trường hợp bán được thôi cũng không có vấn đề gì hết. Mà ông bán không được là bắt đầu nó vịn vào đó. Nó nói. Rồi người nông dân mình với các bạn biết hồi xưa chứ liên quan đến đất cát kiện tụng là người ta rất là sợ. Cho nên thôi thì cũng dớ nghề cho người đi ra rồi. Nó trả lại tiền cọc cho nghề. Bầu thường đây một chút đỉnh nữa. Người nông dân mình ăn thiệt thà không biết gì hết là như vậy các bạn ạ. Mình nói các bạn những trường hợp này là cần kiện là cứ kiện không sợ ra đó. Tiền mình đã giữ trong tay là mình không có sợ. Còn sai chỗ nào thì cứ lau đồng ra mà nói. Nên anh soạn anh cố tình gây lúc đó mấy gì mình sợ các bạn. Nhưng mà người nông dân những bạn biết là họ liên quan đến tòa án là cái gì là người ta rất là sợ các bạn. Thì ngày nay tự nhiên mình đọc mình thấy có nhiều ý mình thấy nó cũng hay các bạn. Tự nhiên là nhiều người đi mua đất vì sao mà họ có sự hớ hay như vậy. Mình nói các bạn là thời điểm nào cũng bị lừa được ra các bạn. Thời điểm này làm không ra tiền rồi là vợ càng hãy sức thận trọng. Sơ hở một tí là vẫn mất tiền như thường. Bữa nay làm ra 50% khó lắm cho đâu phải dịch giả như các bạn biết rồi. Dễ như làm ra tiền. Về đặt cọc mua đất. Mình nói các bạn là phải có một cái bài riêng để nói. Chứ trong vòng mấy phút mình nghĩ không đủ thời gian để chia sẻ với các bạn. Vì thời gian nó ngắn cho nên mình có một vài ý để mình chia sẻ thêm các bạn để các bạn rút kinh nghiệm. Thứ nhất như các bạn biết khi đi mua điều quan trọng nhất là chúng ta phải nhìn cho được cuốn sổ đỏ, cuốn sổ hồng. Phải phân biệt cuốn sổ đỏ nó giả hoặc nữa kìa. Ít ra là chúng ta phải nhìn cái mặt hắn mặt ngắn hay mặt dài đấy chứ. Bây giờ người mua của chúng ta như vậy là rất sơ hở các bạn. Mua qua Zalo, mua qua những cái hình ảnh là mang tính chất minh họa thôi. Bây giờ mua là các bạn phải ngồi cái giấy tờ rồi phải đi thực địa để xem cái đất nó đúng hay là sai. Hay là nó lái rau ông nọ nó cắm càm bà kia.
đất có thực sự có hay là không, sổ giả hay là sổ thật, rồi tên tuổi như thế nào, có đúng như vậy hay là không. Mình nói bạn bạn cầm bạn kiểm tra chưa biết đúng là giả thật chỗ đó như thế nào, mà coi qua Zalo, coi qua những cái hình ảnh là cần thể hiện sự sơ hở của mình nè. Đó là cái thứ nhất, là các bạn phải trực tiếp gặp cái người môi giới, đến gặp trực tiếp chủ nhà và yêu cầu là chủ nhà đưa sổ đỏ sổ hồng ra xem cho nó chắc chắn. Cái thứ hai nữa là phải xem tất cả những thông tin trong cái sổ đó, từ số lô, số thửa, mục đích đất sử dụng là đất gì, đất lâu dài hay là đất trồng cây lâu năm, đất thổ cư. Rồi nhìn qua cái bản bên này, cái bản đồ nó vẽ ra sao, không có cột mốc hay là không. Bây giờ nhiều sổ đỏ cũ ngày xưa mà nói các bạn là họ chỉ ghi cái diện tích thôi, chứ còn không ghi cái mốc trong đó, không ghi chiều dài, không ghi chiều rộng luôn. Ví dụ như là ghi là 200 m², 300 m², không biết mặt ngắn mặt dài nằm trong mô hết. Sổ đỏ cũ ngày xưa đó, bây giờ mà chúng ta sơ sài, chúng ta súng tiền chúng ta mua, bây giờ cái thực địa nó như thế nào, có chắc chắn hay là không. Đất Lào Nam cấp cách đây mười mấy năm, bây giờ cả người bên cạnh nó tranh chấp với mình, làm sao mình biết được cái chỗ đó. Cho nên là mua đất là không thể mua online được các bạn. Riêng đất là phải đi thực địa và phải xem tận tay tận mặt, phải nhìn thấy cái mặt của nó thì lúc đó mới xuống tiền. Và phải kiểm tra đầy đủ thông tin chắc chắn. Thứ nhất là bên họ phải yêu cầu là phải có hai vợ chồng nhận cọc. Rồi là các bạn phải rà cái thông tin, cái tên và cái số chứng minh nhân dân của hai vợ chồng là phải trùng khớp với tên và số chứng minh nhân dân, tên có quyển sổ hồng và sổ đỏ đó là phải trùng khớp với nhau hết, không được lệch các bạn ạ. Lệch một cái số chứng minh nhân dân hoặc là lệch cái tên, lệch cái chữ lốt đi chăng nữa, sau này các bạn ra công chứng vẫn không có được. Tại vì thế nào bên công chứng cũng yêu cầu chủ nhà phải đi làm một cái động tác là phải đi sửa lại cái tên đó, thì lúc đó mới thực hiện cái giao dịch được. Để làm cái việc đó nó kéo dài thêm mấy tháng nữa thì sau này cũng đậu ý hoặc là trục trặc cái gì và thêm lo ao nữa. Rồi có hộ khảo nữa. Các bạn phải lưu ý cho mình có bốn cái loại giấy tờ sau đây: cái tên, cái số chứng minh nhân dân là phải trùng khớp với nhau, không được lệch. Một là cái tên trong sổ đỏ sổ hồng, thứ hai là cái giấy chứng minh nhân dân, thứ ba là trên cái hộ khảo, và thứ tư là trên cái giấy kết hôn. Bốn cái giấy đó các bạn nhớ cho mình là phải trùng khớp, không được lệch. Lệch bất kỳ một thông tin nào là ra văn phòng công chứng vẫn ách là đó, và giao dịch không thực hiện được. Hà, các bạn nhớ cho mình bốn loại như vậy. Rồi trong sổ đỏ sổ hồng là rất nhiều thông tin, các bạn phải đọc thật là kỹ. Đó là chưa nói các bạn là còn sổ riêng sổ chung nữa. Sổ riêng là sổ cá nhân một người đứng tên, hoặc là hai vợ chồng gọi là sổ riêng. Còn sổ chung là sổ nhiều người đứng tên. Ví dụ như là 3-4 anh em góp vốn vào để mua một miếng đất đứng chung một sổ gọi là sổ chung, hoặc là sổ của hộ gia đình gọi là sổ chung. Những trường hợp sổ chung này mình nói bạn là phải đầy đủ những người đó cùng ký, cùng đặt cọc, cùng nhận tiền. Ví dụ như 4 ông đứng tên thì 4 ông phải ký vào đó, thiếu ông cũng không có được. Thì sau này ông kia cũng làng àng là ông không ký là sau này ra công chứng vẫn không được luôn. Đó, các bạn phải lưu ý cho mình những cái thông tin như vậy. Mình nói các bạn đi mua một cái bất động sản là vô cùng gian khổ, vô cùng khó khăn, rất là nhiều thủ tục. Cho nên chúng ta không chơi kỹ mua online được. Đó, nhiều người là vẫn thấy cái hòm rẻ các bạn biết không? Đất mà 4 tỷ vẫn bán cái 2 tỷ là thái là nhào vào liền, nhào là mất tiền ngay lập tức liền các bạn. Chứ các bạn biết cái thằng nó nằm ở đâu các bạn tìm, cháy không? Đó là chưa nói chuyện là các bạn phải đi coi thử là đất nó có dính quy hoạch hay là không. Rồi về phong thủy có bị dính cái gì hay là không. Đất rẻ là có nhiều lý do đó. Một là đất nó có vấn đề về pháp lý, hai là nó có vấn đề về phong thủy. Phải tới xem chỗ đó nó có vấn đề gì chỗ đó mà đất tự nhiên rẻ ghê đây. Nhiều người mua xong các bạn là nhìn chặt lên thấy cái nhà thờ là thấy cái chùa nằm sát Minh Hồng cách 2-3 cái nhà, không để ý các bạn biết không. Mình thì mình không tâm linh, mình nghĩ rằng thì họ sao mình vậy, mình mua mình thấy bình thường, nhưng mà khi mình bán lại thì là có chuyện khác. Họ không thích ở gần chùa, người mà theo chùa theo Phật thì ưng ở chùa, ở gần bên chùa nghe tiếng chuông có hiện sướng lô tai ngủ, nhưng mà với người khác họ không thích.
nhiều trường hợp mua dính rồi mới ngớ người ra đó các bạn, rồi đắc cái tranh chấp hay là không nữa, nhiều thứ lắm các bạn. Anh em kiện cáo với nhau là cũng xảy ra tranh chấp, hay là cầm cố ngân hàng, hay là vi phạm những hoạt động xây dựng á. Bây giờ là chính quyền ngăn chặn ở trên đó nhưng mình không biết, mình đặt cọc cho ổng xong rồi mình đưa tiền hết cho ổng rồi, cái là sao đi ra công chứng là anh kêu là cái nhà này là bị dính về vấn đề xây dựng này, vi phạm về lộ giới xây dựng không đúng giấy phép, bây giờ bị ách là đó, mà mình đâu biết, mình xuống cọc rồi. Các bạn thấy không, một rừng thủ tục luôn các bạn. Đặc biệt là nhà đất ở thành phố Hồ Chí Minh mà nói các bạn là cần và hết sức thận trọng, tại vì ở đó những bạn biết là dân số đông mà tình hình xây dựng nó rất là phức tạp, nhà ở san sát với nhau, rồi ở đó trật tự xây dựng ngày xưa nó có nhiều vấn đề lắm, rồi sai lấn chiếm với nhau, nó bạn là cực kỳ phức tạp. Chứ nó không giống như ở Đà Nẵng mình các bạn. Mình nói các bạn ở Đà Nẵng mình mà lừa đảo như thế nào rất là khó. Tại vì Đà Nẵng những bạn biết, thứ nhất là dân số khoảng 1 triệu trở lên tí, rồi thành phố làm cái quy hoạch là đưa vào trong khung, trong khổ, nó có nề, có nếp, cơ bản là nó bài bản. Ví dụ như một cái khu đô thị nào, một cái khu tái định cư nào là đất nó có khung, có khổ ra rồi, số lô bao nhiêu là nó có vị trí sẵn rồi, không có ông mới lắng được ra cái đất ở nông thôn đó. Mình thấy cơ bản là giấy tờ người ta làm cũng bài bản. Tất nhiên lâu lâu cũng có một vụ chứ không phải là không có đâu các bạn. Mình kể cho các bạn là đợt vừa rồi huyện Hòa Vang cũng kỷ lục anh là liên quan đến cái việc là cấp sổ đỏ bị sai đó. Có nghĩa là đất của ảnh ngày trước là ở ven sông, các bạn hiểu không? Hồi đó là cũng đo đạc làm thủ tục giấy tờ ở trên rồi nhưng mà chưa có ra sổ. Rồi chẳng may năm đó có một trận bão lụt lớn các bạn biết không? Nước ở trên đầu nguồn nó chảy về, nó cuốn trôi cái phần đất của cái người mà xin cấp này. Như vậy là đất cũng trôi ra xong rồi, nó tốn là các bạn hiểu là như vậy. Nhưng mà sau này chính quyền cũng chủ quan, không có xuống kiểm tra các bạn biết không? Vẫn cấp giấy tờ cho ổng, vẫn sổ cho ổng đàng hoàng, cũng có vị trí như nọ, nhưng mà trừ nhìn thực địa của hắn lẫn nằm ở bên sông bên kia rồi. Cho nên là cuối cùng là bị kỷ luật. Có nghĩa là sổ thì có mà đất không có. Những trường hợp như vậy thì các bạn mua là chắc rồi. Kỹ mà mua qua Zalo như vậy thì sổ thì đầy đủ hết, 3-4 loại giấy tờ đầy đủ hết, chứng minh nhân dân hai vợ chồng có, hộ khảo đầy đủ, giấy tờ đầy đủ. Nhưng mà thực địa là các bạn không đi kiểm tra. Ví dụ như các bạn ở Sài Gòn, Hà Nội, các bạn ở đâu xa đó, tin tưởng anh môi giới tới chỉ cho nó đó. Nhưng mà thực tế là đất không có khó, đất nằm ngoài sông á, các bạn thấy cháy à. Cho nên mình nhắc lại các bạn cái ý ở đây đó, là đi mua gì đi mua là các bạn nhớ mình tí là phải đi thực địa. Cái gì cũng thấy trước mắt ra, đừng có thấy qua Zalo, đừng có thấy qua Facebook, đừng có thấy qua trên trang á. Nhìn và rời được kháng nghe chứ còn rứa mà còn chưa ăn thua nữa các bạn, còn chưa yên tâm nữa. Gặp những cái anh mà cò mà lão luyện mà dặn là có sừng rồi, nó bạn là ảnh cũng tìm đường, ảnh cũng kinh lắm. Từ trường hợp mà gặp những cái anh nào mà lụa sừng sỏ là ảnh chỉ cần lướt lướt qua anh hỏi mấy cái là anh biết dân đầu tư này thuộc lụa là dân dân kinh rồi, là ảnh chuyển hệ liền. Các bạn hiểu không? Là ảnh chuyển qua cái hệ khác, là ảnh biết loại này là loại sừng sỏ không lừa được. Nhưng mà chỉ cần tiếp xúc qua một vài ý, anh hỏi vài câu là anh biết dân này dân amateur, dân lần đầu tiên mới đi mua đất là anh tìm đường liền. Anh cũng nhìn mạc lắm chứ không phải không nhìn đâu các bạn này. Dân với nhau là anh cũng có cách ra khôn lắm. Còn ngày họ điêu luyện thì mình cũng phải tìm cách, mình phải có cách mình xử. Chứ không là mình cứ còn mơ mơ hồ buồn ngủ như vậy là rất là nguy hiểm các bạn, rất là dễ mất tiền các bạn. Rồi ngày nay mình có một cái bài nhỏ chia sẻ như vậy thôi. Bye bye chào các bạn ạ. Các bạn nhớ đăng ký kênh giúp mình nhé. Bye bye chào các bạn.